quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Mark Liu đến thăm nhà Hương Giang, thái độ của mẹ vợ gây chú ý. Mark Liu đến thăm nhà Hương Giang được gia đình bạn gái đón tiếp vô cùng chu đáo và nhiệt tình. Sau đó mỗi người còn đăng một status về chàng rể tương lai. Vừa qua cộng đồng mạng rừng rừng khi những hình ảnh Mark Liu thăm nhà Hương Giang được chính chủ chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó, đây là lần đầu tiên Mark Liu đến ra mắt nhà bạn gái, được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Sau khi Hương Giang Mark Liu đăng ảnh, thì mới đây các thành viên trong gia đình Hương Giang cũng lần lượt đăng status và ảnh chụp với chàng rể quý tương lai. Mẹ Hương Giang vui mừng khi con rể tương lai đến chơi nhà. Chị gái Hương Giang cũng chia sẻ ảnh chụp cùng Mark Liu. Mẹ Hương Giang cũng rất vui vì con gái đang hạnh phúc trong tình yêu. Bà nhiều lần chia sẻ hình ảnh của con. Lúc Hương Giang và Mark Liu hẹn hò, bà cũng chúc mừng các con. Theo đó, mẹ Hương Giang đăng status mình vui quá hi hi để bày tỏ cảm xúc trước sự hiện diện của chàng rể Singapore tại nhà mình. Không chỉ mẹ Hương Giang mà bố của Hoa hậu cũng rất yêu quý trò chuyện vui vẻ với Mark Liu. Cụ thể, Hương Giang đăng lên Instagram khoảnh khắc bạn trai cùng bố ngồi ở ban công, hai bố con còn có vẻ hợp nhau khi cùng cầm trên tay điếu thuốc lá vừa hút vừa tám chuyện. Mark Liu thoải mái trò chuyện với bố Hương Giang. Mark Liu thăm nhà Hương Giang trò chuyện vui vẻ với bố vợ tương lai. Mark Liu và bố Hương Giang ngồi hút thuốc và trò chuyện vui vẻ. Mark Liu thăm nhà Hương Giang và được tiếm đót nhiệt tình. Sau khi công khai yêu Mark Liu, Hương Giang được truyền thông cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, cô còn liên tiếp tàu xe tiền tỷ thể hiện sự sang chảnh của mình. Hương Giang còn thuê du thuyền sang trọng trên Sài Gòn mở tiệc mừng xe mới. Nhiều người mong rằng sau khi Mark Liu thăm nhà Hương Giang, cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới, truyền cảm hứng cho giới LGBT.